các loại cây lan ba chục, cán ngắn và cán dài. Cây lan ba chục cán ngắn thì nó dài 16 cm và nặng 262 g, chất liệu bằng nhựa gỗ cao cấp. Công dụng của nó là lăn trên lưng bụng, điều hòa khí huyết, làm tan mỡ bụng, săn chắc da thịt. Một dụng cụ làm đẹp hiệu quả cao và có tính dương. Thì các bạn để ý thì trên cái cây lan này này, nó có ba chục này, nó dài như này, thì nó có cái độ tiếp xúc và độ ma sát rất là cao. Vì vậy cái tác dụng giảm béo của nó rất là mạnh và tác dụng mà giảm đau cũng rất là tốt. Thì cái cây lan ba chục này mình dùng để mình tự lăn cho mình ở phía trước hoặc là lăn cho người khác thì cái lực nó không bị mất lực. Tuy nhiên khi mà mình tự lăn cho mình ấy, ở phía sau ấy, thì mình nên dùng cái cây lan ba chục cán dài này, thì nó dài 27 cm, mình hoàn toàn mình có thể với ra sau lưng được đó. Thì cái lan này mình hoàn toàn lăn khắp ở phía sau lưng được. Thế bây giờ lăn như nào mình sẽ hướng dẫn. Cái lan như này, chúng ta lan như này, cái độ tiếp xúc của nó rất là rộng đấy, thì rất là rộng đấy, thì mình lan từ trên lên dưới, từ dưới lên trên như này. Eo bên này thì mình có thể chéo vào phía trong như này, rất là mạnh. Sau chỉ vài phút thôi là cái vùng bụng này nó sẽ nóng lên và nó tác dụng tiêu mỡ rất là tốt. Đối với chị em phụ nữ cái vùng bụng dưới này ấy, nó khó thì mình lăn ngang như này. Mình có thể mặc cái quần mỏng, áo mỏng để lăn, hoặc cả ai có thể chịu đựng được thì lăn trực tiếp lên da. Phía bụng dưới mình lăn ngang, bụng trên này thì mình lăn dọc trên xuống như này. Mình lăn từ 20 đến 30 phút, một ngày làm 3 lần như vậy thì chỉ sau khoảng một tuần đấy, chắc chắn mình sẽ giảm số lượng rất là mạnh. Thì nhiều người đã giảm là mỗi tuần giảm được 1 phân hoặc 2 phân đấy, một tuần đầu tiên nó sẽ giảm mạnh nhất đó. Thì mình cứ chịu khó lăn cái này là tác dụng giảm đau rất là tốt và tác dụng giảm mỡ bụng cũng rất là tốt.